Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Nhà Cú. Mình thì vẫn là MC thân thiện Bảy Bình Bông. Arataki Ito là một chàng trai trẻ này, nhiệt huyết, tính cách phóng khoáng thoải mái nhưng hơi trẻ trâu một chút. Bù lại thì cái body của anh chàng này thì khỏi phải bàn rồi. Nhiều anh em mơ ước, trong đó thì có cả Bảy tôi nữa, khi mà cái body này chính là cái body của Bảy khoảng năm 2014. Đủ làm rụng trứng cho tất cả mọi người chưa? Vậy thì đằng sau chiếc body nóng bỏng như vậy còn ẩn giấu những cái bí ẩn gì thì mời mọi người đến với 11 điều có thể bạn chưa biết về Ito. Chúc các bạn buổi tối tốt lành nè. Giờ thì enjoy. Số 11, xuất thân. Ito xuất thân trong một gia đình Oni nghèo này, sống tại một làng quê nhỏ. Những ngày tháng thanh bình diễn ra không được bao lâu thì xung quanh làng bắt đầu xảy ra những vụ mất cắp không rõ nguyên nhân. Thay vì cùng nhau tìm ra thủ phạm thì họ mặc định đó là gia đình của Ito đã làm chuyện đấy. Để tránh đàm tiếu của dân làng thì gia đình của Ito đã phải dọn ra khỏi quê hương của mình. Điều này càng khiến cho dân làng khẳng định rằng là họ đã làm những sự việc như vậy, sau đó thì rời đi. Bố mẹ của Ito đã qua đời vì bệnh nặng khoảng một thời gian ngắn sau đấy thôi. Ito bắt đầu trở nên căm ghét con người và trở thành một đứa trẻ hư, luôn luôn đi gây sự với những đứa trẻ khác, nhưng mà đa phần thì cậu bé sẽ bị ăn đòn. Cho đến khi mà gặp quỷ bà, người mà có thể khiến cho Ito dù ương bướng như thế nào cũng sẽ phải ngoan ngoãn. Số 10, bang Arataki. Không ai biết cái bang phái này thành lập từ bao giờ, mà nói thật thì cũng chả ai quan tâm đến cái điều đó cả. Thậm chí đến cả những thành viên nội bộ cũng chả bao giờ biết. Bang Arataki sẽ bao dung tất cả mọi người bị xã hội ruồng bỏ hoặc coi là lập dị. Họ đến với bang Arataki thì đều được chào đón. Đây giống như một gia đình mới của họ này, không hề có sự ghét bỏ, có sự đố kỵ như ngoài kia. Bang Arataki cũng chính là cái lý tưởng của Ito. Anh ấy muốn tạo ra một nơi mà tất cả mọi người đều bình đẳng, đều hòa đồng. Chính vì lý tưởng này mà anh ấy đã thu hút được một cô gái vô cùng xinh đẹp có tên là Kuki Shinobu, một người phụ nữ quyền lực nhất cái bang Arataki, đến cả Ito cũng không dám động vào luôn á. Số 9, vua trò chơi. Nếu các bạn từng thắc mắc là vua trò chơi trong Genshin Impact là ai thì người đó chắc chắn là Ito. Tất cả những trò chơi mà bạn có thể nghĩ đến trong đầu hay là không bao giờ nghĩ nó có thể tồn tại, Ito đều biết chơi. Đây là một cái năng khiếu rất đặc biệt của anh chàng này. Anh thường xuyên áp dụng nó vào cuộc sống này. Thay vì phải bắt nạt trẻ con để đoạt đồ ăn của chúng thì Ito thi đấu công bằng. Nếu thắng thì anh ấy sẽ có được đồ ăn vặt, còn nếu thua thì sao? Thì anh ấy sẽ mất... Ủa? Trong game nó không ghi là khi thua Ito mất cái gì đâu các bạn ạ. Chết dở nha. Mẹ, khi thua lại không mất cái gì này luôn thế. Được mệnh danh là vua trò chơi nhưng thực tế thì luôn phũ phàng khi mà Ito luôn thua nhiều hơn thắng. Ito luôn nói là không sao, thất bại là mẹ của thành công, nhưng mà thất bại đến 780 lần thì vẫn chưa thấy thành công đâu ấy, thì cũng hơi quan ngại một chút. Số 8, Thánh nói phép. Bảy tôi thì nổi tiếng là thằng chém gió hay nhất công ty, nhưng mà gặp Thánh nổ Ito cũng phải chào thua nha các bạn. Để kể về những sự tích mà nói phép đi vào lòng đất của anh chàng ấy thì nhiều vô số kể. Chúng ta sẽ nghe đến vài cái sự tích điển hình nhất nhá. Đầu tiên, đó là Raiden Shogun sợ anh chàng này nên là mới không dám ra mặt đi lấy vision của Ito mà phái Sara xuất trận. Cũng chính vì sợ Ito nên là Lôi Thần mới thu hồi cái lệnh cấm vision tại Inazuma. Đây chính là một trong rất nhiều câu chuyện chém bay nóc nhà của Ito. Đời là vậy các bạn ạ. Nhiều khi ấy, cũng nên chém gió một chút để tạo hương vị cho sự quê mùa, nhưng mà cũng không cần thiết phải nói phép đến cái mức như 7 Ito đâu nha các bạn. Số 7, fan ruột của tiểu thư Hina. Nếu ngoài đời chúng ta có tổng đài của chị Thỏ Ngọc này hay là tổng đài 1080 thì trong game chúng ta có chuyên mục ngày của tiểu thư Hina, nhân vật ảo được lấy nguyên mẫu từ đại tướng quân Goro. Và để cho một nhân vật ảo tồn tại được thì người đó phải có những người hâm mộ, những người fan trung thành. Ito là một trong số những người hâm mộ trung thành nhất của tiểu thư Hina. Anh ấy thì thường xuyên gửi những tâm thư đến tiểu thư Hina và được hồi đáp. Điều này đã làm cho anh chàng khoái đến rụng hai hòn trứng. Thậm chí là Ito đã làm việc cật lực chỉ để mua tấm vé tham dự gala mà gặp mặt fan của tiểu thư Hina. Các bạn đoán xem nếu mà Ito biết tiểu thư Hina chính là đại tướng quân Goro thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Chắc là từ Ito rụng trứng sẽ biến thành Ito nhặt trứng chứ sao nữa trời. Số 6, Wanza với Sara. Hồi còn lệnh truy lùng Vision ấy, Ito là kẻ rất khó nhằn, khiến cho cả hiệp hội Tenryu không thể làm gì được. Sara là người đứng đầu hiệp hội đã phải đích thân xuất trận để thuần phục tên cứng đầu này.
Ito thì luôn anh dũng và vô địch để bảo vệ chiếc Vision thân yêu của bản thân. Sau khi mà nhìn thấy cặp bánh bao thấp thoáng sau cái lớp áo của Sara thì anh ấy đã phải ngoan ngoãn giao nộp Vision của mình. Điều này khiến cho Sara còn tưởng rằng Ito giao nộp Vision giả nữa cơ. Sau đó để tiếp tục được chiêm ngưỡng cặp bánh bao đó thì Ito đã hẹn Sara tái đấu. Nhưng không phải là bằng cách thông thường mà là đấu sumo các bạn ạ. Mấy bạn không biết đấu sumo như thế nào thì search Google nhá. Khi thi đấu sumo thì người ta sẽ mặc khá ít vải ở trên người. Đây chính là cái mục đích của Ito khi đưa ra lời thách đấu như thế này. Đúng là khôn như Ito ấy, quê tôi xích đầy. Số 5. Chơi khá thân với cả Ajato. Như các bạn đã biết thì Ajato là gia chủ của nhà Kamisato này. Khi còn rất trẻ luôn, anh ấy có một người em gái tên là Ayaka, mặc quần lót màu trắng. Editor ơi, tí nữa đến đoạn này em cắt đi cho anh nhá. Không là sẽ mất hết hình tượng của anh trước mặt các bạn viewer đấy nha. Anh ấy có một người em gái là Ayaka, rất hiền lành và tốt bụng. Ito và Ajato có vẻ chơi rất thân với nhau khi cả hai cùng đánh bài này và cùng đấu bọ rất nhiều lần. Dù lần nào thì Ito cũng thua, nhưng với những lời động viên ngã ở đâu gấp đôi ở đấy, Ito dần đi vào con đường nghiện ngập. Thậm chí là Ito còn coi Ajato như người bạn chí cốt thần giao cách cảm. Đúng là chỉ đàn ông thì mới thấu hiểu nhau là có thật các bạn ạ. Số 4. Ito hát rất hay. Với người có tính cách cục xúc cứng đầu như Ito thì ít ai biết rằng là ẩn sau anh ấy là một giọng ca cực kỳ tuyệt vời. Bất kỳ ai nghe thấy giọng hát ấy đều đắm chìm trong giai điệu và giọng hát sảng khoái. Tất cả các thành viên của bang Arataki đều công nhận cái điều đấy. Chính vì lẽ đó nên là dù tiệc cuối năm ấy có là ăn dưa tím nướng thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều nhiệt tình tham gia. Vì chỉ để nghe cái giọng hát của Ito mà thôi. Nếu mà có cuộc thi hát giữa bảy tôi cũng như là của Ito, khả năng cao là sẽ bất phân thắng bại đó. Số 3. Tự luyến siêu tốt. Ito luôn luôn tự tin với nhan sắc của bản thân anh ấy, từ những cái múi bụng này đến vẻ mặt rồi thêm hai cặp sừng nữa. Với dung nhan diễm lệ như vậy thì Ito tự tin sẽ làm rụng trứng bất kỳ cô gái nào. Và để luôn giữ được cái hình tượng đẹp trai đủ khiến các cô gái đứng hình mất 2 giây thì Ito luôn đút túi một chiếc lược. Khoảng tầm 5 đến 10 phút thì anh ấy sẽ lại soi gương để trau chuốt lại vẻ đẹp trai của mình. Thậm chí nhá, vì thấy mình đẹp trai đến này mà ít người biết quá đấy, thì anh ấy đã nhờ những huynh đệ trong bang chụp ảnh sau đó là dán ở bảng thông báo giữa thành. Nhưng kế hoạch bị phá sản khi mà trẻ con đã vẽ bậy lên cái bức ảnh đấy. Hiệp hội Tenryu thì phạt Ito tội làm mất mỹ quan đô thị này. Còn hiệp hội Kanjo thì đến thu phí quảng cáo doanh nghiệp. Hiện tại thì Ito vẫn đang nợ khoản phí này. Ito đang tưởng nhầm cậu ấy là người đẹp trai nhất thiên hạ thôi, vì anh chàng này vẫn chưa gặp được 7 bình bông mà. Số 2. Ito rất ghét đậu. Vì Ito chính là quỷ nên anh ấy cực kỳ ghét những loại đậu. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là Ito cảm thấy dị ứng, thậm chí là khó thở. Chính vì điều này nên những dịp cuối năm, nhà nhà, người người ở Inazuma giải đậu để trừ tà, xua đuổi ma quỷ, cầu mong may mắn cho năm mới, cũng chính là ngày mà Ito ghét nhất. Anh ấy luôn mong muốn đến một ngày nào đó thì cái tục lệ đáng ghét như thế này sẽ bị phá bỏ. Nhưng dù bị dị ứng đến mấy cũng không quan trọng bằng cái sĩ diện đâu các bạn. Trong một lần tranh đấu vì một chiếc ghế ngồi ở trong quán ăn thôi, dù biết là trong món mì dùng để thi đấu có món đậu phụ rán, nhưng Ito vẫn quyết tâm chiến thắng cô cáo nhỏ. Sau đó là kết quả Ito thắng, nhưng anh ấy đã phải nằm liệt giường hơn một tháng trời để hồi phục. Vậy theo các bạn, cô cáo nhỏ ấy là ai? Số 1. Vision của Ito. Không ai nghĩ rằng là một người vô công dỗi nghề như Ito là một ngày nghỉ 3 ngày. Cái này thì giống bảy tôi. Lại nhận được cái sự ưu ái của thần, đó là Vision. Đến chính bản thân của anh ấy cũng rất ngạc nhiên khi mà tỉnh dậy đã thấy Vision ở bên cạnh rồi. Trong những ngày đầu tiên nhận được Vision thì Ito đã mang đi khoe khắp tất cả những vùng đất của Inazuma trong sự sung sướng vỡ òa. Thậm chí còn gửi tâm thư cho tiểu thư Hina để xin cách bảo quản Vision này luôn sáng bóng, và đặc biệt nó phải nổi bật hơn Vision của mấy thằng khác nữa. Dù rằng hiện tại Ito đã kìm nén cái sự sung sướng lại rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn rất dễ dàng để nhận ra cái vị trí Ito đặt Vision nó nổi bật và dễ thấy ngay khi lần đầu chúng ta gặp mặt. Chả hiểu sao, vì gái mà ông này nguyện dâng cái Vision của chính mình. Đúng là vì lờ đổ bát canh chua là có thật đấy. Ito là một chàng trai trẻ này, đầy nhiệt huyết, sống theo cái phong cách tự do, phóng khoáng. Đối với anh ấy thì mọi người đều bình đẳng, không phân chia thứ hạng hay là giai cấp. Thắng là thắng mà thua là thua. Trong xã hội hiện tại của chúng ta cũng có những cái người kiểu như vậy. Họ lựa chọn sống theo cách của mình.
thu nhập chỉ cần vừa đủ sống thôi. Sáng đi làm rồi tối ngồi lai rai với anh em bạn bè, làm thêm vài lon bia, ngắm các bạn nữ xinh xắn ở bờ hồ, vậy là đủ. Không đòi hỏi quá nhiều vào vật chất. Lương 5 triệu vẫn sống tốt mà lương 8 triệu thì cũng chả sao. Họ cần ấy, cái họ cần đấy các bạn, đó là sự thoải mái này, sự tự do về cả thể xác cũng như là linh hồn. Có thể đối với người khác đây là sự lông bông, cái sự không ổn định, nhưng đối với họ ấy, đó mới là cuộc sống. Hy vọng là với những chia sẻ bên trên đã giúp mọi người hiểu rõ thêm về Arataki Ito. Như thường lệ thôi, vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các bạn ấn thêm vào cái nút like này và đăng ký kênh để đón chờ những video thú vị khác của nhà Cú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.